tắt cái mà. Đây, bây giờ mình chiên cơm nha mọi người. Mình chiên cơm thì mình có là đậu nè, đậu này là đậu Hà Lan á, và bắp, và thêm củ cải đỏ nha. Củ cải đỏ thì mình cho nó thêm lạt xưởng nè, và trứng nữa, thêm 4 cái trứng đây, và có hành ngọt. Bây giờ chảo mình đã nóng rồi nè mọi người, giờ mình cho trứng vô nha. À, mình chiên mình lấy ra thế nào, mình xắt nhỏ nhỏ mình để cho nó đẹp á. Đây, bây giờ trứng mình nó đã quyện lại nè. Xuống sàn luôn rồi. Mình cho hạt nêm vô nha. Nêm chicken powder. Rồi cho đường vô. Nêm vô. Rồi mình sẽ cho bắp vô luôn. Bắp nó lâu chín á. Rồi mình sẽ cho đậu vô. Đậu Hà Lan á, đủ màu đủ sắc. Mình xào quá này chấm chín nó đi, mình bỏ cơm nha nha. Và cục cải đỏ nữa nè. Này hai củ cải đỏ nha mọi người. Mình xào gì như thế nào cho nó cảm thấy mà nó chín tôm với chín đậu mình lên nha. Rồi bây giờ của mình chín hết rồi mọi người. Mình bỏ lạc xưởng vô nha. Lạc xưởng nè. Đây là xưởng mình luộc rồi mình mới bỏ sao. Nó chín rồi. Cho cơm vô. Cơm muối mới nấu luôn. Bỏ cái nhiều hơn cơm mọi người. Okay.
gỏi nhiều nó ngon. Mình cũng chiên hết cơm mà sợ ăn hết. Mình bỏ ngoài vô. Bỏ ngoài vô cái nó quyện nha, nó thơm lắm mọi người. Thơm cho cơm nữa. Rồi mình nên có cảm thấy vừa miệng mà gia đình mình nên theo vậy ngay nha mọi người. Mình nên thử đi. Xíu giờ mình cho nó thêm miếng hạt nêm nữa. Thì mình cho thêm muỗng tiêu nữa đây. Tại vì nãy xay tiêu ít quá. Cho chín vô. Chín đó thì nó hồi để lên trên. Luôn. Rồi, chúng mình đã xong mọi người. Con đùa xuống. Bây giờ tỏi mình nó đã vàng rồi, mình cho mật vô. Nước xong mà đổ với miếng đậu luôn. Mình xào chung nước miếng. Mật này cứ luộc chín rồi đó. Thank you.
Hello mọi người. Bữa nay Quyết chiên cơm. Chiên cơm với mực xào khớp. Mình ăn với chấm nước tương nè mọi người. Bữa nay ăn rau mà. Ăn cùng với rau và thêm rau cặp. Bây giờ Quyết mời mọi người ăn với Quyết nha. Bây giờ mình ăn ăn trước miếng cơm đi. Cơm á, ở đây chiên đậu Hà Lan, rồi bắp với lạc xưởng á. Lạc xưởng của Mai Quế Lộ mọi người. Với tôm. Với mà mọi người ăn nè. Quế chiên á. Chiên nó cơm ít hơn đậu bỏi thôi mọi người. Nó ngon mọi người. Cái này là mực, mực của Nhật á, mình mua trong cái bọc mà có nó có hai con mọi người. Mực là mình luộc trước á, mình đem qua xào mà mình thấy an toàn mới chín. Tôm á, mình mua trong đông đá ngon luôn. Ở chợ không? Ở chợ Việt Nam mình bán á. Một bịch nó cũng hai mấy đồng, nó cũng dễ ăn. Ăn mực này ngon lắm mọi người. Hai con nó mà đâu 11 rồi mấy. Còn lọc xưởng này á, lọc xưởng Mai Quế Lộ mình luộc rồi, đâm chiên xương rồi. Ngon.
Hồi còn nhỏ nhỏ mình gặp cơm này mình thích, tại nó đủ màu mọi người. Nhất là đen đám cưới, trời ơi, mình còn nhỏ mình gặp ăn cưới, gặp cơm mà đủ thứ gì á, kêu cơm Trân Châu á, thích lắm. Nhưng mà nhỏ mà tao biết làm gì, cặp cơm này là phái không chết luôn, cứ ngồi ăn miết. Này cải gỗ cải gỗ mình xào chung với nạn cũng ok, ngon. Cái gỗ này là quý luộc rồi, luộc xương. Đồ đoan mực là ngon kìa. Cơm á, mình chiên á, thấm tới cơm chứ. Thấy đồ ăn gung con. Cơm nhậu thưởng này ngon mà. Mình luộc chín. Đi con ăn thử cái gì? Đi, ăn thử lịch sưởng ngon lắm. Nào cái gột hai cái sừng đó. Con mình nó cười. Thôi cho mẹ làm bé điên bữa. Già rồi, kể cho mình bé điên bữa anh ngồi. Mình cũng gì là lần đầu tiên thôi. Hồi nhỏ đâu có cuộc. Bây giờ già cho điệu miếng. Trong đời mình còn lần đầu tiên.
mà cảm thấy tôi thích thôi cuộc. Hình như già nó cái nó đòi già. Giống nít là mọi người. Mà làm sao có được tuổi thơ? Tuổi thơ đã đi qua rồi, không còn lại được nữa đâu bạn. Chiên gì nó cũng dễ mọi người, nó gọn. Các bạn không để ăn, không ăn mực á, bỏ mực kìa. Mình chiên gì thôi, ăn với cái ngon. Rất là dễ nữa. Xúc xích mình luộc lên. Luộc lên cái đem vô chảo chiên xương. Chiên nó ngon, nó xong cái này được chút. Nó ngon. Mình đang ăn hết dĩa cơm. Hầu như người Việt mình không ăn lửa thì cầm gành, mà tới ăn cái đĩa nó khó mọi người. Ăn cái đũa thì nó gấp dễ dàng. Còn ăn cái đồ á, cái nĩa nó khó không chết, gấp đỡ lum. Không có sạch dĩa. Con nhận ngon thử. Mau quế lậu này quý mua mau quế lậu heo á. Không hết.
mà mưa nó cạn nước. Bây giờ video của Quý tới đây đã kết thúc rồi mọi người ơi. Mọi người nhớ like và share và subscribe cho Quý nghe. Cảm ơn mọi người. Bye bye.